Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Xung đột Israel-Hamas, Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế. Chiều ngày 8 tháng 10, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết, phản ứng của Việt Nam trước tình hình xung đột leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đều rõ. Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang giữa lực lượng Hamas và Israel gây nhiều thương vong cho thường dân ngoài ra người phát ngôn còn kêu gọi các bên kiềm chế không có các hành động làm phức tạp tình hình sớm nối lại đàm phán giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an liên hợp quốc đảm bảo an toàn và các lợi ích chính đáng của thường dân trong bối cảnh căng thẳng cũng giống như việt nam nhiều nước cho biết đang theo dõi sát tình hình đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế không để tình hình thêm trầm trọng hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm nay sẽ triệu tập phiên họp khẩn tổng thư ký antonio guterres đã kêu gọi tất cả nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng Tình hình an ninh an toàn tại Israel đang diễn biến căng thẳng phức tạp, khó lường sau khi lực lượng Hamas tại giải Gaza dạng sáng ngày 7 tháng 10 đã đột kích trực tiếp vào các vùng biên giới với Israel, kết hợp bắn tên lửa vào nhiều thành phố, bắt giữ một số binh sĩ Israel và gây thương vong cho người dân. Thống kê đến nay đã có hàng nghìn quả tên lửa được phóng sang lãnh thổ Israel. Chính phủ Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh và áp dụng chế độ an ninh đặc biệt trên toàn lãnh thổ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu Ngày 8 tháng 10 phê chuẩn quyết định hủy diệt Hamas, đặt mục tiêu xóa sổ toàn bộ năng lực quân sự lẫn điều hành chính trị của lực lượng này. Bộ Ngoại giao khuyên cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột, đồng thời cần theo dõi sát tình hình, chủ động các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn Tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại. Liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khi cần được trợ giúp. Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel hoặc Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao qua các số điện thoại 972 508 186 116 và 972 527 274 248.